Cuộc chiến tại biên giới Trung Ấn tiếp tục là tâm điểm của thế giới trong tuần qua. Dù từ lâu Trung Quốc và Ấn Độ đã có một giao thức chung trong việc tránh sử dụng vũ khí, tuy nhiên thỏa thuận này vẫn không ngăn chặn được thương vong khi xung đột xảy ra. Và trận chiến tuần này lại càng gay gắt hơn khi cả hai nước đều liên tục tổ chức tập trận, bắn đạn thật và huy động nhiều binh lính vũ khí dọc theo biên giới. Tất cả dường như đã được chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt. Song song đó, cả hai nhà ngoại giao của hai nước vẫn đang rất nỗ lực để tìm cách hòa giải tại một cuộc ngoại giao cấp cao ở Nga. Liệu cuộc gặp gỡ này có thay đổi được tình hình căng thẳng tại biên giới khi Ấn Độ bất ngờ ký thỏa thuận quân sự với Nhật Bản? Trong khi đó, mối quan hệ giữa Mỹ-Trung lại tiếp tục trở nên tồi tệ khi Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ là nguyên nhân dẫn đến quân sự hóa trên Biển Đông và trả đũa Mỹ khi áp lệnh hạn chế thị thực đối với các hãng truyền thông Mỹ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, một điều lạ là không phải nhà báo Mỹ mà nhiều nhà báo Úc đã phải sợ hãi và vội vã tìm đường tháo chạy về nước. Điều gì đã khiến cho các nhà báo này bỏ chạy khỏi Trung Quốc? Mỹ sẽ làm gì trước các hành động chỉ trích và trả đũa của Trung Quốc? Bên cạnh đó, tình hình chính trị tại một số nước khác cũng gặp nhiều bất ổn. Đàm phán hậu Brexit giữa Anh và EU lại rơi vào bế tắc. Biểu tình liên tục diễn ra tại Belarus, Thái Lan chống chính phủ. Ở New Zealand, quốc hội cũng phải giải tán để bắt đầu chiến dịch bầu cử mới. Và ở Nhật Bản, nhiều đảng đối lập đã hợp nhất để chiến đấu với Đảng Dân Chủ Tự Do sau khi Thủ tướng Shinzo Abe từ chức. Tất cả các diễn biến nổi bật này sẽ có trong chương trình Thế giới trong tuần của FBNC. Quý vị đang đến với chương trình Thế giới trong tuần. Thưa quý vị, trong bối cảnh xung đột diễn ra liên tục tại biên giới Trung Ấn đầu tuần này, Trung Quốc tiếp tục tổ chức hai cuộc tập trận bắn đạn thật dọc bờ biển phía Đông Bắc và phía Đông. Cuộc tập trận thứ nhất diễn ra ở Bụt Hải, ngoài khơi thành phố cảng Tần Hoàng Đào thuộc tỉnh Hà Bắc vào ngày 7 tháng 9. Còn cuộc tập trận thứ hai trong đó có phần bắn đạn thật diễn ra ở khu vực phía Nam của Hoàng Hải từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9. Theo đó, tất cả tàu thuyền đã bị cấm vào các khu vực này. Trong khi đó, ở phía Ấn Độ cũng khẩn trương gia tăng vũ khí đưa tàu ngầm hạt nhân mới mang 8 tên lửa đạn vào hoạt động. Con tàu này mang tên INS-ARIHAT, được hạ thủy vào năm 2017 và là tàu ngầm hạt nhân thứ hai do Ấn Độ tự đóng. Theo tờ Naval News, thì tàu ngầm hạt nhân thứ nhất INS-ARIHAT có thể đã mang theo 4 tên lửa K-4 hoặc 12 tên lửa K-15 với tầm bắn 750 km. Như vậy, con tàu ngầm thứ hai này sẽ có công lực tăng gấp đôi, nghĩa là có thể mang tới 8 tên lửa K-4 hoặc 24 tên lửa K-15 với tầm bắn trên 3.500 km. Được biết, K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được xem là một phiên bản hải quân của tên lửa họ Agni, cũng do Ấn Độ phát triển. Theo dự kiến, thì con tàu này sẽ gia nhập hạm đội vào cuối năm nay, vậy thì sẽ làm gia tăng sức mạnh răn đe bằng tàu ngầm hạt nhân của Ấn Độ lên đáng kể trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Không chỉ thế, Ấn Độ còn bổ sung thêm 5 máy bay chiến đấu có xuất xứ từ Pháp cho lực lượng không quân của mình vào hôm thứ Năm này. Việc chế tạo máy bay phản lực Dassault Rafale diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới với nước láng giềng Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Florence Parly, ca ngợi lễ bàn giao là rất chỉnh chu, trong đó có cảnh Rafale biểu diễn nhào lộn trên không tại căn cứ không quân Ambala miền Bắc Ấn Độ. Việc mua máy bay trị giá 8,7 tỷ đô la Mỹ đã được ký kết bởi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và cựu Tổng thống Pháp ông François Hollande. Ấn Độ dự kiến sẽ bổ sung thêm 31 chiếc Rafale ngoài 5 chiếc được giới thiệu vào thứ Năm. 5 máy bay chiến đấu kỹ thuật đã hạ cánh xuống Ấn Độ vào tháng 7 nhưng đến nay mới được bàn giao chính thức. Vào ngày 10 tháng 9, thì thông tin từ phía chính phủ Nhật Bản cho biết nước này và New Delhi đã ký thỏa thuận tương trợ giữa lực lượng vũ trang Ấn Độ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản, có tên là thỏa thuận về tiếp nhận và cung ứng dịch vụ tương hỗ. Đây được xem là một động thái của New Delhi nhằm tăng cường hợp tác an ninh khu vực trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia phải đối mặt với các thách thức gia tăng từ Trung Quốc. Theo nhận định của nhà lãnh đạo hai nước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, thỏa thuận tương trợ giữa quân đội này là một bước phát triển mới giúp tăng cường hòa bình và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy nhanh hơn việc cung cấp trang thiết bị quân sự một cách tức thời, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước. Thỏa thuận được ký kết sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Modi và ông Shinzo Abe. Trong cuộc điện đàm này, ông Abe thông báo với ông Modi về quyết định từ chức của mình. Thủ tướng Ấn Độ cảm ơn ông Abe vì nỗ lực của ông trong việc củng cố mối quan hệ song phương. Cùng lúc đó, thì không quân Mỹ cũng quyết định giao hợp đồng trị giá 13,3 tỷ đô la Mỹ cho hãng Northrop Grumman để phát triển loại tên lửa hạt nhân mới. Hợp đồng sẽ kéo dài 8 năm 6 tháng và Northrop
Grumman dự kiến sẽ bàn giao hệ thống tên lửa hạt nhân mới vào năm 2029. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ tướng Tim Ray cho biết tên lửa hạt nhân mới sẽ có nhiều cải tiến so với Minuteman III, vốn là vũ khí chủ chốt của lực lượng hạt nhân Mỹ kể từ năm 1970. Tên lửa mới này có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân có độ chính xác cao hơn và tầm bay mở rộng hơn, giúp Mỹ có thêm lựa chọn để ứng phó những tình huống bất ngờ. Liên quan đến tình hình căng thẳng tại biên giới Trung Ấn, thì Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ sẵn sàng đứng ra hòa giải để xoa dịu tình hình hai nước. Trong quá khứ, ông Trump cũng đã từng đưa ra đề nghị như vậy. Tuy nhiên, Trung Quốc đã nói rằng không cần một bên thứ ba làm trung gian và Ấn Độ cũng tỏ ra lạnh nhạt với ý tưởng này. Căng thẳng Trung Ấn leo thang kể từ cuộc đụng độ chết người giữa binh sĩ hai nước tại khu vực biên giới tranh chấp vào hôm 15 tháng 6. Vụ việc đã khiến cho 20 lính Ấn Độ thiệt mạng, còn Trung Quốc không công bố số thương vong. Mới đây, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiran Rijiju cho biết đã sử dụng đường dây nóng quân sự để thông báo cho Trung Quốc về vụ 5 công dân Ấn Độ được cho là bị quân giải phóng nhân dân Trung Quốc bắt cóc ở khu vực gần biên giới tranh chấp. Ấn Độ vẫn đang chờ phản hồi từ phía Trung Quốc. Tuần trước, thì cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đổ lỗi cho nhau về việc làm gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới. Đến tuần này, thì cả hai nước vẫn liên tục đổ lỗi cho nhau. Cả hai đều cáo buộc nhau nổ súng trên không trong một cuộc đối đầu mới ở biên giới phía Tây của dãy Himalaya. Ấn Độ nói rằng các binh sĩ của Trung Quốc đã cố gắng áp sát ranh giới kiểm soát thực tế LAC. Trong khi đó, phía Trung Quốc lại nói rằng Ấn Độ mới là bên vượt qua ranh giới LAC bất hợp pháp và cũng chính là những người đầu tiên nổ súng. Nhiều tuần qua, hàng trăm binh sĩ ở khu vực dọc biên giới đã luôn trong tình trạng có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Hai bên từ lâu đã có một giao thức chung trong việc tránh sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã không ngăn chặn được thương vong. Các chỉ huy quân sự và các nhà ngoại giao hai bên đã tổ chức nhiều vòng đàm phán kể từ tháng 7 để giảm căng thẳng, nhưng vẫn không thành công. Đến cuối tuần này, thì Trung Quốc và Ấn Độ cho biết họ đã đạt được sự đồng thuận trong việc giảm bớt căng thẳng về tranh chấp biên giới, đồng thời thực hiện các bước khôi phục hòa bình sau cuộc họp ngoại giao cấp cao ở Moscow, sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Ấn Độ ông Jai Shankar tại Moscow vào ngày 11 tháng 9. Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng diễn ra bên lề hội nghị cấp cao của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ngay sau cuộc đối đầu giữa quân đội hai nước ở khu vực biên giới hồi đầu tuần. Trong tuyên bố chung của hai ngoại trưởng, họ đã nhất trí rằng tình hình hiện nay không có lợi cho bên nào. Do đó, quân đội ở khu vực biên giới hai nước cần tiếp tục đối thoại, nhanh chóng rút quân, duy trì khoảng cách thích hợp và xoa dịu căng thẳng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Vương Nghị nói với ông Jai Shankar rằng điều cấp thiết là ngừng ngay lập tức các hành động khiêu khích và các hành động nguy hiểm vi phạm cam kết mà hai bên đề ra. Cuộc gặp của hai bộ trưởng kéo dài trong 2 giờ và là nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm giải quyết cuộc xung đột biên giới. Như vậy, căng thẳng biên giới Trung Ấn đã tạm khép lại. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một cuộc căng thẳng khác. Đó là cuộc căng thẳng giữa hai cường quốc lớn nhất hiện nay Mỹ-Trung. Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN trực tuyến vào ngày 9 tháng 9 với các thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, thì Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Nghị đã cáo buộc Mỹ đang can thiệp trực tiếp vào các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải ở Biển Đông vì nhu cầu chính trị của riêng mình. Và sự can thiệp của Mỹ chính là lý do lớn nhất của diễn biến quân sự hóa trong khu vực. Hòa bình và ổn định là lợi ích chiến lược lớn nhất của Trung Quốc ở Biển Đông. Đó cũng là nguyện vọng chiến lược chung của Trung Quốc và các nước ASEAN, ông Vương nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao. Sau đó, thì Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 10 tháng 9 cũng đã bày tỏ sự quan ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Đồng thời, ông Pompeo tái cam kết sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong nỗ lực ngăn chặn COVID-19 và giảm bớt tác động của đại dịch đối với nền kinh tế của các quốc gia trong khu vực. Tôi hy vọng tất cả các bạn thấy rằng Mỹ đã làm rất tốt những gì đã cam kết vào năm 2018, dựa trên quan hệ đối tác chứ không phải sự thống trị. Tôi tự hào về công việc của Mỹ để hỗ trợ các nước trong khu vực. Bạn hoàn toàn có thể tin rằng việc hợp tác này sẽ còn diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bên cạnh đó, ông Pompeo và một số quốc gia cũng đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông, bắt giữ các sinh viên ủng hộ dân chủ, hoãn bầu cử ở lãnh thổ và truất quyền ứng cử viên bầu cử ủng hộ dân chủ.
trong một động thái được cho là đang trả đũa Mỹ vì hạn chế truyền thông của Trung Quốc trước đó không lâu, thì tuần này Bắc Kinh đã áp lệnh hạn chế thị thực đối với các nhà báo nước ngoài đang làm việc cho các hãng truyền thông Mỹ tại nước này. Động thái này một lần nữa làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai nước mà không biết khi nào sẽ kết thúc. Theo CNN, khi 7 nhà báo nước ngoài đang làm việc cho hãng truyền thông Mỹ ở Trung Quốc yêu cầu gia hạn thị thực, họ chỉ nhận được phản hồi là đơn đăng ký đang được xem xét thay vì nhận được thẻ mới như trước. Thêm vào đó, Bắc Kinh còn yêu cầu họ phải mang theo đơn yêu cầu cùng với thẻ nhà báo đã hết hạn khi đi tác nghiệp để chứng minh các thông tin cá nhân khi cần. Vì thị thực Trung Quốc gắn liền với thẻ nhà báo, nên các nhà báo này chỉ được cấp thị thực có giá trị trong khoảng 2 tháng, ngắn hơn nhiều so với thời hạn trước đó là 1 năm. Các nhà chức trách Bắc Kinh cũng lưu ý rằng những giấy tờ chứng minh tạm thời cũng như thị thực có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào, khiến cho các nhà báo rơi vào cảnh hoang mang vì không biết có thể làm việc tại đây trong bao lâu. Dưới quy định này, các nhà báo bị ảnh hưởng bao gồm cả công dân Mỹ và công dân nước ngoài làm việc cho một số hãng truyền thông lớn của Mỹ, trong đó có hãng tin lớn như Wall Street Journal. Khi được hỏi, giới chức Trung Quốc tuyên bố rằng hạn chế mới không liên quan gì đến việc đưa tin của các nhà báo, mà đây chỉ là ăn miếng trả miếng vì chính quyền Tổng thống Donald Trump đã làm với các nhà báo Trung Quốc đang tác nghiệp tại Mỹ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 6 tháng 9, các nhà ngoại giao của họ ở Bắc Kinh gần đây đã thông báo về việc Trung Quốc sắp triển khai các biện pháp nhằm vào truyền thông của Mỹ ở nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus thừa nhận Washington sẽ gặp rắc rối với những biện pháp đáp trả này của Trung Quốc. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc ở Trung Quốc. Các hành động của Bắc Kinh chứng minh rằng họ đang lo sợ các phương tiện truyền thông điều tra và đưa tin, khiến cho thế giới này ngày càng hiểu rõ hơn về chính quyền Trung Quốc. Trong khi đó, không cần lệnh cấm của Trung Quốc, hai trong số các nhà báo nước ngoài hàng đầu của Úc tại Trung Quốc cũng phải vội vã về nước vì sự an toàn của bản thân. Hai nhà báo đã lần lượt tìm nơi trú ẩn tại Đại sứ quán Úc ở Bắc Kinh và Thượng Hải khi các nhà ngoại giao Úc đàm phán với giới chức Trung Quốc để cho phép họ rời khỏi đất nước. Hiện tại thì hai nhà báo này đã được về nước một cách an toàn. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên lại nói rằng việc hành động của Đại sứ quán đã vượt ra ngoài phạm vi của các dịch vụ lãnh sự thông thường và kêu gọi phía Úc đưa ra lời giải thích. Chúng tôi kêu gọi phía Úc tôn trọng sự thật, ngừng quấy rối và gây áp lực đối với công dân Trung Quốc tại Úc dưới bất kỳ lý do nào và ngừng can thiệp vào các cơ quan có liên quan của Bắc Kinh trong việc xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật, không làm những việc gây tổn hại đến giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, làm tổn hại lòng tin lẫn nhau. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Úc thì cho rằng hai nhà báo đã trú ẩn tại Đại sứ quán ở Bắc Kinh và Lãnh sự quán ở Thượng Hải sau khi hai nước đàm phán thì hai nhà báo mới được cho phép về nước là điều hợp lý. Được biết, điều khiến cho hai nhà báo vội vã về nước là do họ bị Bộ An ninh Quốc gia Bắc Kinh thẩm vấn riêng về việc phát thanh viên truyền hình người Úc gốc Trung Quốc Cheng Lei bị giam giữ. Quay lại các vấn đề của Mỹ và Trung Quốc, không chỉ các nhà báo Mỹ gặp khó khăn mà hầu hết doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc đều lo ngại hoạt động kinh doanh tại đây sẽ gặp nhiều ảnh hưởng dài hạn nếu căng thẳng thương mại giữa hai nước cứ kéo dài trong nhiều năm tới. Theo kết quả khảo sát do Phòng Thương mại Mỹ ở Thượng Hải kết hợp với công ty kiểm toán BWC tổ chức, một nửa trong số các doanh nghiệp này cho biết họ tin rằng tình trạng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ kéo dài ít nhất 3 năm. Trong số đó, 27 doanh nghiệp cho biết họ tin rằng căng thẳng sẽ kéo dài vô thời hạn, trong khi chỉ có 13% số công ty nghĩ như vậy khi tham gia cuộc khảo sát năm ngoái. Gần 1/3 số công ty quan ngại về khả năng duy trì lực lượng lao động nếu quan hệ thương mại Mỹ-Trung không kịp thời cải thiện. So over 30% said that. Trong bối cảnh hiện tại, hơn 30% doanh nghiệp cho rằng căng thẳng Mỹ-Trung đang dẫn đến khó khăn trong việc giữ chân nhân viên. Các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc muốn hai nước nhanh chóng giải quyết các tranh chấp và giảm căng thẳng thương mại song phương vì nó gây ảnh hưởng dài hạn cho hoạt động kinh doanh của họ. Căng thẳng Mỹ-Trung vốn đã ở mức cao sau cuộc chiến thương mại năm ngoái, lại gia tăng thêm trong năm nay do sự bùng phát của COVID-19, cũng như động thái mới của Washington khi đưa các công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen vì lý do an ninh quốc gia. Với ngày bầu cử Mỹ đang đến gần, Tổng thống Trump trong tuần này một lần nữa nêu lên ý tưởng phân ly kinh tế với Trung Quốc, dựa trên lập luận rằng Mỹ sẽ không bị tổn thất thêm về kinh tế nếu ngừng hoạt động kinh doanh với Trung Quốc. Trước hành động trả đũa của Trung Quốc, thì Mỹ tiếp tục đưa ra quyết định ngừng cấp thị thực cho hơn 1.000 nghiên cứu sinh Trung Quốc vì lo ngại đánh cắp các tài liệu nhạy cảm.
Vào cuối tháng 5, thì các nguồn thạo tin nói với Reuters rằng Washington đang có kế hoạch hủy bỏ thị thực của hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp Trung Quốc, được cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Và đến hôm thứ Tư tuần này, thì một số sinh viên Trung Quốc đăng ký vào các trường đại học của Mỹ cho biết họ đã nhận được thông báo qua email từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc thông báo rằng thị thực của họ đã bị hủy. Trước khi ra quyết định này, thì quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ ông Seth Wolf đã lặp lại các cáo buộc của chính quyền Tổng thống Trump về các hoạt động kinh doanh bất chính và hành động gián điệp của Trung Quốc, bao gồm cả nỗ lực đánh cắp các nghiên cứu về COVID-19 và cáo buộc nước này lạm dụng thị thực sinh viên để khai thác học thuật của Mỹ. Hiện tại, sinh viên Trung Quốc chiếm tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong số sinh viên quốc tế học tại Mỹ, đã đóng góp 15 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Mỹ vào năm 2018. Bên cạnh đó, thì các quan chức Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ nói với Reuters vào hôm thứ Ba là Hoa Kỳ sẽ chặn nhập khẩu các sản phẩm bông và cà chua từ Tân Cương vì cho rằng chúng được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Bông và cà chua chỉ là hai trong số 5 lệnh cấm nhập khẩu khác liên quan đến lạm dụng lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Lệnh cấm nhập khẩu có hiệu lực sẽ áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng liên quan đến bông, bao gồm sợi bông, hàng dệt và may mặc, cũng như cà chua, bột cà chua và các sản phẩm khác xuất khẩu từ khu vực. Các lệnh cấm có thể ảnh hưởng sâu rộng đối với các nhà bán lẻ và nhà sản xuất hàng may mặc, cũng như các nhà sản xuất thực phẩm của Mỹ. Được biết, Trung Quốc sản xuất khoảng 20% bông trên thế giới và phần lớn đến từ Tân Cương Trung Quốc, cũng là nhà nhập khẩu bông lớn nhất thế giới, bao gồm cả từ Mỹ. Và hành động chặn nhập khẩu này của Mỹ là một động thái chưa từng có bao giờ. Điều này dấy lên lo ngại căng thẳng hai nước sẽ không bao giờ được xoa dịu. Về phía Trung Quốc, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho rằng Mỹ không có quyền hoặc đủ tư cách để làm điều này. Ông cho rằng đây là cái cớ để Mỹ đàn áp khách hàng Trung Quốc và kích động bất ổn. Cũng liên quan đến tình hình chính trị giữa Trung Quốc và các khu tự trị, mới đây khi hai tin chính phủ Bắc Kinh tuyên bố sẽ nỗ lực triển khai chính sách mới, theo đó áp dụng giảng dạy bằng tiếng Trung Quốc đối với các môn học cơ bản cho học sinh Nội Mông, người dân ở khu vực này đã vô cùng phẫn nộ và tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình để phản đối. Từ đầu tháng này, theo chính sách mới, các trường học ở Nội Mông sẽ dần chuyển sang việc giảng dạy 3 môn chính, bao gồm đạo đức, lịch sử và ngữ văn tại các trường tiểu học và trung học. Từ tiếng Mông Cổ chuyển sang giảng dạy bằng tuyến quan thoại trên toàn vùng tự trị Nội Mông, nơi có cộng đồng thiểu số người Mông Cổ sinh sống. Trung tâm Thông tin Nhân quyền Người Mông Cổ miền Nam, một nhóm hoạt động có trụ sở tại New York cho biết, tình trạng trên đã gây phẫn nộ trên toàn khu vực khi nhiều phụ huynh chỉ được biết về việc thay đổi chính sách này vào lúc các trường chuẩn bị khai giảng. Tổ chức này nói đã có sự đối đầu căng thẳng tại một trường học nội trú khi hàng trăm phụ huynh đòi trả lại con, gồm các em đã nhập học trước đó. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã tràn tới, ngăn cản các phụ huynh không cho họ vào khu nội trú của trường. Sau nhiều giờ đối đầu, cuối cùng các phụ huynh đã chọc thủng được rào cản của cảnh sát và xông vào đón con em mình về. Giới chức đã cảnh báo người dân tại vùng Nội Mông không được lên tiếng trên mạng xã hội. Các tin đăng về chủ đề này trên Weibo đều bị xóa bỏ. Hôm thứ Ba, nhân viên tại trường học nói rằng chỉ có khoảng 40 học sinh đăng ký cho kỳ học này, trong lúc con số thông thường là 1.000 em. Sau đó, một số đã thay đổi ý định và chỉ còn khoảng 10 em học sinh theo học. Họ nói các giáo viên đã được cử đến nhà học sinh để thuyết phục phụ huynh cho con em trở lại trường học. Tuy nhiên, họ nói các phụ huynh lo ngại rằng việc thay đổi ngôn ngữ trong giáo dục sẽ làm tổn hại tới tư duy của con họ và là dấu chấm hết cho nền văn hóa Mông Cổ vốn đã suy tàn. Đối với những người chỉ trích, họ cho rằng chính sách này giống với các biện pháp được áp dụng ở các vùng Tây Tạng và Tân Cương, nơi tiếng quan thoại đã thay thế các ngôn ngữ dân tộc thiểu số, làm ngôn ngữ giảng dạy trong hầu hết các trường học. Nó cũng phản ánh sự thay đổi trong chính sách của chính quyền dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, thể hiện rõ trong cuộc đàn áp gay gắt đối với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương. Khép lại những căng thẳng giữa các nước, Thu Hiền mời quý vị cùng chuyển sang các tin tức nổi bật tại một số nước khác. Tổng thống Donald Trump đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2021 nhờ công thức thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chính trị gia cánh hữu người Na Uy Christian Tybring-Gjedde là người chính thức đề cử Tổng thống Mỹ vào hôm thứ Tư. Ông Christian ca ngợi ông Trump đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện tiếp xúc giữa các bên xung đột, chẳng hạn như tranh chấp biên giới Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan và xung đột giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng như đối phó với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ông cũng ca ngợi Tổng thống vì đã rút quân khỏi Trung Đông. Tại Đức, hàng nghìn người biểu tình đã tập hợp về thủ đô Berlin kêu gọi chính phủ tiếp nhận người tị nạn sau khi một khu trại tị nạn trên đảo Aegean, Hy Lạp, nơi cư trú của hàng nghìn người di cư xảy ra hỏa hoạn.
Trong cuộc biểu tình, người dân cầm ảnh của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer và Giám đốc điều hành Frontex Fabrice Lageri hô khẩu hiệu rồi tuần hành đến tòa nhà Bộ Nội vụ. Trước đó, ngọn lửa đã bùng lên ở trại Moria trên đảo Lesbos, khiến nó gần như hư hại hoàn toàn. Không rõ những người tị nạn sẽ được cư trú ở đâu. Trại tị nạn này nằm gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, là nơi ở của khoảng 13.000 người, gấp 4 lần sức chứa của nó. Khu trại này đã bị phong tỏa từ tuần trước sau khi một người trong trại dương tính với COVID-19. Số người mắc bệnh nhanh chóng lan lên đến hàng chục. Trại đã bị chỉ trích nhiều lần vì điều kiện sống tồi tệ. Vào hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9, Vương quốc Anh đã chính thức bước vào một vòng đàm phán thương mại hậu Brexit với EU. Tuy nhiên, vòng đàm phán này có vẻ không khả quan khi hai bên vẫn chưa đưa ra được sự đồng thuận. Anh thừa nhận rằng họ có thể vi phạm luật pháp quốc tế nhưng chỉ ở một mức độ rất nhỏ. Cụ thể, chính phủ Anh dự định đưa ra một luật mới về thị trường nội địa, trong đó cho phép các bộ trưởng Anh được phép đơn phương quyết định các vấn đề về trợ cấp nhà nước cũng như thủ tục hải quan tại vùng lãnh thổ Bắc Ireland. Tuy nhiên, nếu được thực hiện, ý định này của chính phủ Anh sẽ xâm phạm vào điều khoản liên quan đến Bắc Ireland trong bản thỏa thuận về việc Anh rời khỏi EU được chính phủ Anh và EU ký hồi năm 2019. Theo đó, trước mắt Bắc Ireland sẽ phải tuân thủ cùng lúc cả quy định của EU lẫn của Anh về trợ cấp và thuế quan nhằm giữ cho biên giới giữa Bắc Ireland và nước Cộng hòa Ireland thuộc EU được tiếp tục mở. Phản ứng trước ý định này của chính phủ Anh, cựu Thủ tướng Anh Theresa May chỉ trích hành động của chính phủ Anh là vi phạm luật pháp quốc tế. Chính phủ Vương quốc Anh đã ký thỏa thuận rời khỏi EU, trong đó có điều khoản về Bắc Ireland. Nghị viện Anh cũng đã bỏ phiếu để đưa thỏa thuận này vào hệ thống luật của Anh. Giờ đây, chính phủ Anh đang thay đổi cách thức thực hiện thỏa thuận này. Làm thế thì chính phủ Anh làm sao có thể đảm bảo cho các đối tác quốc tế tương lai rằng có thể tin tưởng được việc nước Anh sẽ tuân thủ các ràng buộc của các thỏa thuận mà nước Anh ký kết? Phát biểu trước các nghị sĩ Anh, Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland Brandon Lewis tuyên bố, nước Anh có quyền được không áp dụng một số luật của EU trong một vài trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, tôi thừa nhận việc này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế một cách hạn chế và đặc thù. Vòng đàm phán mới nhất ở London có thể sẽ rất khó khăn. Anh nói rằng EU đã không thể hiểu rằng giờ đây họ đã là một quốc gia độc lập, đặc biệt là những bất đồng lớn nhất xung quanh vấn đề EU tiếp cận vùng biển đánh cá của Anh và quy định về viện trợ nhà nước. EU đang rất mệt mỏi vì tranh cãi, cho biết họ cần các thông tin cụ thể từ London và tuyên bố Anh không thể đưa ra các quy tắc của riêng mình, đồng thời lại muốn có quyền tiếp cận ưu đãi vào thị trường EU. Theo kế hoạch, Anh sẽ chấm dứt thời kỳ quá độ Brexit vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 và nếu hai bên không đạt được thỏa thuận quy định mối quan hệ trong giai đoạn mới, thì câu chuyện Brexit không thỏa thuận vẫn có thể diễn ra. Cùng thời điểm này, tại Nhật Bản, thì Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga đã tổ chức buổi lễ khởi động chiến dịch tranh cử lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do LDP của mình sau khi Thủ tướng Shinzo Abe từ chức vào tháng trước do căn bệnh đường ruột mãn tính bùng phát. Phát biểu với những nhà lập pháp ủng hộ mình, ông Suga, người được mong đợi sẽ kế nhiệm Thủ tướng Abe, cho biết. Đối với tôi, những ai đã tham gia biên soạn các biện pháp chống đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế sẽ phải tham gia tranh cử và giải quyết cuộc khủng hoảng của đất nước. Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi đã quyết tâm bản thân mình sẽ là người đó. Tôi muốn nỗ lực hết mình để bảo vệ sinh kế của mọi người trong thời hậu COVID-19. Ông Suga được nhiều người dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do LDP vào ngày 14 tháng 9. Người chiến thắng hầu như sẽ được đảm bảo trở thành thủ tướng vì đảng LDP chiếm đa số ghế trong Nghị viện Nhật Bản. Cuộc đua giành vị trí lãnh đạo LDP giữa Suga và hai đối thủ, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida đã chính thức bắt đầu vào ngày hôm qua, song chỉ có ông Suga là nhận được sự ủng hộ của hầu hết các phe phái trong đảng. Chánh văn phòng nội các 71 tuổi này dự kiến sẽ theo đuổi chính sách Abenomics, đặc trưng của cựu thủ tướng về chính sách tiền tệ và chi tiêu chính phủ vô cùng rộng rãi trong bối cảnh Nhật Bản phải vật lộn với thách thức song song của đợt bùng phát đại dịch COVID-19 và vực dậy nền kinh tế bị kiệt quệ vì dịch bệnh. Trong khi đó, các ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo cao nhất của đảng đối lập CDPJ của Nhật Bản đã tổ chức một cuộc tranh luận vào hôm thứ Tư, hứa hẹn sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến nền kinh tế. Đảng Dân Chủ lập hiến Nhật Bản sẽ hợp nhất với Đảng Dân Chủ vì Nhân dân vào tuần tới, sau khi chọn ra một nhà lãnh đạo mới vào hôm thứ Năm ngày 10 tháng 9.
Tại Nga, thì cảnh sát đã tiến hành lục soát tại văn phòng của nhóm Open Russia, một nhóm vận động do cựu tỷ phú Khodorkovsky thành lập vào năm 2014 tại Moscow, cũng như khám xét nhà một số nhà hoạt động đối lập tranh cử vào hội đồng thành phố Novosibirsk vào cuối tuần này. Nhóm Open Russia được tài trợ bởi nhà đối lập Mikhail Khodorkovsky cho biết cuộc khám xét của cảnh sát diễn ra như một phần của cuộc điều tra nhắm vào các tội phạm cũ, trong đó chủ yếu nhắm vào Yukos, một tập đoàn dầu mỏ không còn tồn tại từng thuộc sở hữu của Khodorkovsky. Một số nhà hoạt động đối lập đã tham gia vào các cuộc bầu cử địa phương trên khắp nước Nga vào Chủ nhật với tư cách là một phần của tổ chức có tên là Đảng Dân Chủ Thống Nhất, với hy vọng có được chỗ đứng trong chính trị khu vực do Đảng nước Nga Thống Nhất thống trị. Nhóm Open Russia cho biết, cảnh sát đã tiến hành lục soát tại các văn phòng của nhóm, cũng như tại nhà của 7 người ở các vùng Vladimir, Ivanovo và Tatarstan, những người đang cạnh tranh tại cuộc bầu cử hoặc đang giúp đỡ các chiến dịch. Cảnh sát cũng khám xét tòa soạn ở Moscow của MBKH, một cơ sở truyền thông do Khodorkovsky tài trợ. Một nhà hoạt động của Open Russia gây gắt chỉ trích, rõ ràng là các ứng cử viên độc lập và các văn phòng của Đảng Dân Chủ Thống Nhất không liên quan đến Yukos. Đây là một hành động gây áp lực và vô luật pháp từ nhà nước vì lợi ích của nước Nga Thống Nhất, ông nói. Hôm thứ Ba, một đồng minh của nhà đối lập Alexei Navalny đang tranh cử vào hội đồng thành phố ở thành phố Novosibirsk cho biết có một kẻ tấn công đã xông vào văn phòng của ông, ném một chai chứa chất lỏng hóa học trên sàn nhà. Sau đó, người này đã ngã bệnh. Nga đang bị thế giới chú ý rất nhiều về cách mà nước này đối xử với các nhà đối lập, từ sau nghi vấn đầu độc ông Navalny bằng một chất độc thần kinh cực kỳ hiếm. Đáp lại, Nga cho biết họ không thấy bằng chứng chắc chắn rằng ông Navalny đã bị đầu độc. Tại New Zealand, sau khi cơ quan quốc hội được giải tán, nghi lễ bắt đầu chiến dịch vận động bầu cử vào ngày 17 tháng 10 cũng chính thức được thực hiện. Trước đó, thì lãnh đạo đảng lao động New Zealand Jacinda Ardern đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu một tháng vào tháng 8 vì gần 1/3 trong số 5 triệu dân của New Zealand bị phong tỏa do sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19. Nữ Thủ tướng Ardern hiện đang có sức hút lớn sau phản ứng quyết liệt của bà đối với đại dịch và cách bà xử lý vụ xả súng năm ngoái của một người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất New Zealand. Các cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy đảng lao động có vị thế dẫn đầu mạnh mẽ so với quốc dân đảng, một đảng theo xu hướng bảo thủ. Còn tại Belarus, hàng chục nghìn người biểu tình bất chấp cảnh báo của chính phủ tiếp tục tuần hành trước binh lính và xe quân sự, kêu gọi Tổng thống Alexander Lukashenko từ chức. Các cuộc biểu tình không có dấu hiệu giảm bớt trong suốt gần một tháng qua sau cuộc bầu cử tranh chấp tại nước này. Những người biểu tình vẫy cờ trắng đỏ hét lên hãy từ chức và chúng tôi sẽ không quên, chúng tôi sẽ không tha thứ. Bộ Nội vụ nước này cho biết 91 người biểu tình đã bị bắt giữ vào hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 9, đồng thời thông báo sẽ tăng cường an ninh và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chấn áp những hành động như vậy nhằm ngăn chặn vi phạm trật tự công cộng. Bên cạnh đó, tại Thái Lan, thì hàng trăm học sinh, sinh viên cũng tiếp tục xuống đường biểu tình ở thủ đô Bangkok để yêu cầu cải cách hệ thống giáo dục mà họ cho là đã lỗi thời. Đã có hơn 600 sinh viên tập hợp bên ngoài tòa nhà Bộ Giáo dục của Bangkok biểu tình kêu gọi cải cách để được tự do nới lên suy nghĩ của mình và nới lỏng các quy tắc cứng nhắc về đồng phục cũng như hành vi. Lý do tôi ở đây hôm nay với lá cờ lục sắc là vì tôi muốn kêu gọi các quyền cơ bản của con người, bình đẳng giới và thậm chí bình đẳng trong giáo dục. Nền giáo dục Thái Lan đã biến chúng tôi thành những con rối. Chúng tôi không phải là người máy, chúng tôi là thanh niên và có quyền thể hiện bản thân. Các cuộc biểu tình bắt đầu trong khuôn viên các trường đại học Thái Lan diễn ra gần như mỗi ngày kể từ giữa tháng 7, tạo áp lực ngày càng lớn lên chính phủ nước này. Vào tháng trước, biểu tình cũng đã lan đến một số trường trung học. Khi được hỏi về vấn đề trên, Bộ trưởng Giáo dục Nathaphon Thipsuwan khẳng định ông tôn trọng quyền tự do của học sinh, sinh viên. Những gì các bạn trẻ nêu ra chúng tôi đều có thể thấu hiểu, miễn là chúng ta tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ những quy tắc cần thiết. Xen kẽ với những người biểu tình đòi cải cách giáo dục là những người biểu tình chống chính phủ. Mục tiêu của họ là Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức, có một bản hiến pháp mới để tổ chức các cuộc bầu cử mới và kêu gọi cải cách chế độ quân chủ, một điều vốn cấm kỵ do đụng chạm tới hoàng gia Thái Lan. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới trong tuần trên kênh FBNC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.